Chào mừng các bạn đến video KZN của công ty tư vấn Trần Đình Cửu. Chúc các bạn kinh tế ngày càng khó khăn. Thôi thì ai cũng biết rồi, có kêu mấy cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta phải tập trung để giải quyết đương đầu với nó, để chúng ta vượt lên các bạn nhé. Vậy thì hiện nay các doanh nghiệp chúng ta cần phải tập trung cắt giảm chi phí. Và chúng ta có 3 cái kiểu. Cái kiểu thứ nhất là những cái chi mà chúng ta đã chi ra thực sự tạo ra giá trị, cái đấy không cắt giảm, cái đó là hiệu quả. Cái loại thứ hai là chúng ta đã chi ra nhưng thực sự không tạo ra một giá trị nào cả, thì cái đó thực sự là phí, thì phải cắt bỏ ngay. Và cái loại thứ ba, chúng ta đã chi ra cũng tạo ra giá trị nhưng cái giá trị được tạo ra nó không tương xứng với cái chuyện mà chúng ta đã chi, vì vậy cũng cần phải tinh gọn. Và thưa các bạn, qua 2 năm khó khăn vừa rồi, tôi thấy các loại chi sau đây là các bạn làm cũng đã khá tốt. Thứ nhất là chi mua nguyên vật liệu, chi mua hàng hóa và các chi phí liên quan tới nhân công là các bạn cũng đã tập trung khá tốt rồi. Nhưng có một loạt các cái chi phí sau đây đôi khi chúng ta đã bị bỏ sót, bỏ quên khi chúng ta tập trung Kaizen nó. Đó, ví dụ như là các bạn nhìn thấy là chi phí liên quan tới hành chính như văn phòng phẩm này, thuê xe ô tô dài hạn này, rồi mực in này, máy tính này, rồi đến là các cái chi phí liên quan tới marketing, tiếp thị, chi phí bán hàng, chi phí về IT, rồi chi phí thuê xuất nhập khẩu, thuê thủ tục lập hải quan, rồi các cái chi phí liên quan tới văn phòng, liên quan tới nhà máy, tức là cái tiền thuê này, rồi tiền vệ sinh này, rồi bảo trì bảo dưỡng điện và nước này, rồi các cái chi phí liên quan tới các cái phụ tùng để thay thế đảm bảo máy móc này. Thưa các bạn, một loạt các cái chi phí tôi vừa kể tạm thời ta gọi là chi phí gián tiếp. Và khi chúng ta thực hiện Kaizen, tôi thấy nhiều công ty đã bị bỏ quên cái chuyện đó. Bởi vì sao? Các loại chi phí này nó rải rác ở rất nhiều nơi, nhưng mỗi một thứ một tí nó cộng lại nó thành một cái tích lũy rất là lớn các bạn nhé. Vậy thì các bạn hãy xem xét nguyên nhân tại sao chúng ta bị bỏ quên, thì nó có nhiều kiểu. Và một trong những cái nổi cộng nhất ấy, tôi nói ví dụ như là chi phí về marketing đi. Chúng ta hay bị ngần ngừ, không dám giảm nó, không dám tinh gọn nó. Bởi vì ai cũng biết là nếu chúng ta cắt giảm nó, có thể nó ảnh hưởng ngay tới vấn đề bán hàng. Do đó rất nhiều nơi coi đó là một cái chi phí cố định, các bạn chú ý nhé. Hoặc là cái chỗ mà chi phí liên quan tới IT đấy, tức là các phần mềm, các network vân vân. Đấy, chúng ta thấy là rất ngại thay đổi nhà cung cấp. Bởi vì cái đó, điều đó nó sẽ gây ra một cái sự phức tạp. Do đó ta cũng coi đó là một cái chi phí cố định. Và thưa các bạn, những cái thứ gì chúng ta đã coi là chi phí cố định thì mặc nhiên chúng ta đồng ý là chúng ta chi nó ra, đúng không? Do đó các bạn cần phải xem tỉ mỉ các loại chi phí gián tiếp đó, đừng coi nó là chi phí cố định, và chúng ta coi chỗ nào là chưa hiệu quả thì chúng ta cắt bỏ, chỗ nào hiệu quả thì chúng ta vẫn cứ dùng, rồi chúng ta đàm phán, chúng ta đặt ra mục tiêu, chúng ta cắt giảm nó các bạn nhé. Hãy tập trung vào các loại chi phí gián tiếp mà tôi vừa kể, nó nhiều lắm các bạn nhé, nó sẽ đốt tiền của chúng ta. Chúc các bạn nhìn ra và Kaizen thành công các loại chi phí đó.